Ok, hello anh em, tiếp tục series hướng dẫn anh em gắn sản phẩm vào những sản phẩm giỏ hàng ở trên Facebook, vào video, vào livestream, vào các thứ khác. Thì ở đây mình sẽ làm cái phần đó là gắn vào video. Thì ở đây anh em sẽ nhìn thấy ở đây trên màn hình của anh em đó là cái fanpage của mình. Fanpage của mình thì là một fanpage đã tạo được cửa hàng cho nên là sẽ gắn được sản phẩm. Thì anh em muốn gắn sản phẩm vào đâu? Vào cái video, ví dụ như đây là một cái video hướng dẫn của mình đúng không nào? Mình gắn vào thì mình sẽ bấm chỉnh sửa này. Mình sẽ vào phần video, mình bấm chỉnh sửa bài viết. Sau đó thì anh em sẽ kéo xuống cái phần này, thêm vào bài viết của bạn này. Nó có các này, các bạn anh em bấm vào phần ba chấm giúp mình. Ba chấm thì ở đây anh em sẽ chọn là gắn sản phẩm. Thì ở đây nó sẽ có tìm theo ID sản phẩm. Anh em lưu ý là cái page của anh em phải tạo cửa hàng rồi. Anh em phải có một con BM xác minh doanh nghiệp, tạo cửa hàng, tạo store ở trên Facebook thì anh em mới gắn được nha. Thì mình bấm vào đây, anh em sẽ nhìn thấy đó, tên sản phẩm ở đây mình có thêm vài cái sản phẩm nháp nháp vào đây, anh em nhìn thấy không, có mấy cái sản phẩm nháp vào đây đấy. Thì bây giờ mình gắn vào thôi, anh em nhìn dung nào đó. Thì nêu bật sản phẩm không bắt buộc đấy, chọn khung giờ chọn thời điểm, anh em hoàn toàn có thể chọn khung giờ chọn thời điểm, sau đó anh em ấn new là xong, anh em ấn new lại đó là ok, được chưa nào. Đấy là việc mà chúng ta sẽ gắn. Nhưng mà để gắn được cái này thì điều kiện tiên quyết anh em phải có cái gì, anh em bắt buộc anh em phải có, đó chính là tài khoản quảng cáo BM. Không phải tài khoản quảng cáo BM mà anh em phải có BM xác minh doanh nghiệp, được chưa. Ví dụ như đây là cái con BM xác minh doanh nghiệp của mình, anh em phải có một con viêm Mỹ và anh em phải tạo cửa hàng ở trên cái doanh nghiệp đấy. Đây mình sẽ show cho anh em nhìn nha. À, vào phần thông tin doanh nghiệp này, thông tin doanh nghiệp anh em phải có cái phần đã xác minh tích xanh ở cái phần thông tin doanh nghiệp ở đây là một này. Cái thứ hai anh em phải có một con viêm Mỹ, anh em fake IP sang Mỹ, sau đó anh em thêm cái fanpage, anh em thêm nhiều fanpage của anh em vào đây, thêm nhiều fanpage của anh em vào cái khu vực này, anh em nhìn thấy không, thêm nhiều fanpage vào cái khu vực này đó. Sau đó thì anh em mới tạo cửa hàng rồi anh em mới có thể chạy quảng cáo được, gắn giỏ hàng được. Thì cái phần tạo cửa hàng nó ở phần, anh em sẽ nhìn được cái phần này, anh em bấm vào cái phần công tắc công cụ này, kéo xuống bên dưới cuối cùng này là phần công cụ quản lý thương mại. Đấy, nó chính là cái chỗ mà anh em sẽ tạo cửa hàng, tạo store, tạo các kiểu ABC. Thì đây anh em nhìn thấy đây là các cái của mình, được chưa nào, tài sản của mình. Đấy, thì điều kiện nó là như thế. Để anh em làm được giỏ hàng, có giỏ hàng gắn vào video, gắn vào reel, anh em phải có cửa hàng ở trên fanpage. Để có cửa hàng ở trên fanpage, anh em phải có viêm Mỹ, fake IP sang Mỹ, có BM xác minh doanh nghiệp, có fanpage được kết nối với doanh nghiệp, với BM, thì anh em mới có thể tạo được cửa hàng ở trên cái fanpage của mình. Tuy nhiên có một điều đó là gì, nếu như anh em bán hàng ở các quốc gia mà Facebook có máy chủ, có cơ sở, có tức là có cơ sở đấy, có cơ quan ở đấy thì nó mới hiệu quả. Bởi vì sao? Bởi vì là người dùng họ bấm vào cái sản phẩm hiển thị ở trên video của anh em, họ sẽ được mua hàng ngay trực tiếp trên Facebook. Thì cái điều này ở bên Mỹ nó rất là phổ biến, họ chỉ bấm vào, họ add thẻ Visa, họ thanh toán. Thì cái trong cái mục tiêu chiến dịch quảng cáo ấy có cái mục loại trừ là những người thanh toán trên Facebook 30 ngày, 90 ngày ấy. Đây ví dụ mình sẽ chỉnh sửa cho anh em xem cái phần phần đấy. Thì cái phần thanh toán trên Facebook 30 ngày, 90 ngày, cái hành vi này nhé, thanh toán này. Đấy, thanh toán trên Facebook 30 ngày, 90 ngày nó chính là cái hành vi mua hàng của khách hàng. Nhưng ở thị trường Việt Nam thì nó không có, nó không có anh em ạ. Ở thị trường Việt Nam không có cái hành vi thanh toán trực tiếp ở trên Facebook như thế này đâu. Nó chỉ có cái hành vi đó, có thể có nhá, là hành vi là lạp lạp game ở trên Facebook thì chắc là có. Đó, còn thanh toán trên Facebook 90 ngày, 30 ngày như này nó sẽ thường là không tính cho anh em mình đang chạy quảng cáo, nó không tính đâu. Cho nên là anh em loại trừ, nếu như anh em có loại trừ cái target này ra thì gần như nó cũng không có hiệu quả gì cả. Ok chưa nào? Thì đây là video hướng dẫn về loạt series gắn giỏ hàng, gắn sản phẩm vào video, vào livestream để cho anh em hết hoang mang, hết bỡ ngỡ, bởi vì thiên hạ ngoài kia họ đồn đoán nhiều quá, có thể anh em bị gặp hoang mang. Ok. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở những video chia sẻ tiếp theo. Hãy nhớ đăng ký kênh YouTube của Lê Bá Tùng để cập nhật những video hướng dẫn chia sẻ mới nhất. Bye bye.